Thì thứ bốn thì ngắm khi quân dữ nộp Đức Chúa Giêsu cho ăn nát là cha vợ Cai-pha làm thầy cả đoạn mới nộp cho Cai-pha. Bấy giờ có một người các quan xỏ tay vào bao sắt mà vả ngang mặt Đức Chúa Giêsu trước mặt thiên hạ. Thầy cả Giuseo nghe thấy Đức Chúa Giêsu xưng mình là con Đức Chúa Trời thì mắng rằng: ấy bay đã thấy nó nói lời lỗi làm vậy, con tìm chứng nào làm chi nữa mà chẳng giết đi cho rồi. Đêm ấy quân dữ bắt trói cánh tay Đức Chúa Giêsu vào cột đá mà lấy khăn che mặt, đoạn mới nhổ cùng giật tóc và râu Đức Chúa Giêsu, lại lấy roi cùng bên dưới hai đi đánh ngang mặt, lại vả thâu đêm 400 lần. Đêm ấy có kẻ hỏi ông Thánh Phêrô rằng: ông phải đầy tớ Giêsu chăng? Ông Thánh Phêrô liền sợ mà chối 3 lần rằng: tôi chẳng biết người ấy là ai. Đức Chúa Giêsu thương mà trở mặt ra xem ông Thánh Phêrô. Bấy giờ người ăn năn tội ấy lắm, ra ngoài khóc lóc chẳng có khi dừng, trọn đời đến sớm mai gà gáy nhớ đến tội xưa liền khóc lóc. Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh lạy cha, ba kinh kính mừng. Thương Đức Chúa Giêsu chịu thương khó vì chúng tôi, xin cho chúng tôi mạnh sức mà xưng đạo Đức Chúa Giêsu ra, kẻo ngày nào trói chăng.